Hello, xin chào mọi người nha. Nhân siêu. Chào mọi người đang ở trong room 88 nha. Chào anh Tòng, chào anh Yêu, chào Xuân Phương, chào Bu Hai Con, chào anh Giang, chào mọi người. Chào Phương Anh, chào Châu nha. Anh à, nha. Hello anh. Hello mọi người nha. Chào mọi người. 3 giờ sáng đó mà vẫn chưa ngủ hả anh Tổng? Nay sinh thế. Em ngày nào không sinh? À gì ta? Anh mới dậy lúc tối hả? Bây giờ bên đó là mấy giờ hả anh? Em cũng vừa mới ngủ dậy xong luôn. Á anh Tổng, bữa nào cho em xin qua bên room anh Tổng làm không? Em không biết ở trên sau của nó được không ta. Hôm bữa em tính cát rồi nhưng mà ok, để em quay video em cát nha. Hello mọi người. Mọi người ơi, ai đang ở trong room? Khỏi á. Thiệt không? Trời, thiệt cho em làm với, em rảnh lắm. Thiệt nha. Nhớ đó, mai em inbox nha. Còn mà lừa lừa đảo bóc phốt không, nhưng mà em không nghĩ anh Tòng lừa em đâu. Ok ok anh, ba giờ em còn chưa ngủ, tôi tự về anh biết bao nhiêu là cho đủ. Chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà giờ lúc nào em cũng như là trên mây. Tóc anh là suối, mắt anh là hồ, nụ cười anh là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ. Chẳng phải là xuân diệu em cũng biết làm thơ, vì là giờ trong đầu em thầm thương với nhớ. Đi cùng với anh trên một đoạn đường dài, chỉ mong được một lần nắm tay rồi là đi đến sáng mai. Chuyện em nói đâu phải một ngày hai, nếu như anh gật đầu mình với nhau đến mãi mãi. Cuộc đời em đã từng là bản nhạc buồn, chỉ đợi anh remix là em sẽ lên luôn. Từ ngày gặp anh em đã thấy bay bổng, chẳng còn thấy chật chội, chẳng còn rộng khuôn. Lại đây em nói nhỏ, em làm cái gì cũng để phải nói ở. Ok anh, có nhạc rồi đúng không anh? Sao nó bị rè vậy ta? Alo 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 alo, nghe ok không ạ? Em không biết chỉnh cái sâu cạp mới chết chứ. Mặt mới ngủ dậy ngủ kinh khủng luôn. Anh có thấy cuộc đời mình vậy thì đến đây với em đi chứ, sao còn cứ hoài chờ ai? Chân cũng chẳng được quá dài, nhưng mà để ông anh sẽ đến với anh thì việc gì với em cũng không ngại. Anh Tông ở bên đó có đi làm không anh Tông? Trời, hình như có mình em với anh Tông hay sao. Hello mọi người nha, có ai đang ở trong room 88 không? Chim sẻ gọi lại bàn. Alo alo. Này, Chào anh anh đang đi chơi bóng thế này mới chết. Vị fan nha, em yêu anh. Bỏ cuộc đi, anh bao nhiêu tâm ơn, lực chào vô anh cố nha. gắng chân dâu. Ai đuối sức còn chưa biết đâu. Caffeine, vitamin, tô. Chào mọi người nha, chào mọi người sau nhé. Bầu trời vẫn nhét xanh và vẫn trong lành. Nếu một ngày đẹp trời, liệu anh có muốn lên xe và đường của em không cần make up, ê cũng chẳng cần phấn hay son, cao hơn mét giữa nặng gần nửa tạ nhưng mà em vẫn cứ ngon ý. Mình gặp nhau vào một ngày đầy gió, chứ trong lòng vẫn còn nặng tâm tư, chứ tại anh điếu cần vẫn cháy đỏ. Em một cạnh cái đầu khẽ lắc lư, giữa tầm mắt nhìn cạnh phố lúc đêm muộn, ngắm đi quay đèn sáng sao, nghe đêm thì thầm và nghe sóng cuộn, anh có thấy lòng mình xôn xao. Anh ơi có cháy, em có thấy đám khói ngay đây này, tay em thì không cần bật lửa mà sao đốt tim bên trái to thế này. Mình đến nhau con trên xe nho nhỏ, nhưng cũng đủ làm em thấy mênh mông. Qua từng con phố đèn xanh đỏ, một mình em chấp hết gió đông. Gặp anh sau năm cuộc đời rồi phải lòng qua vài lần đi chơi, nhìn anh là biết ưng em lắm rồi, chẳng cần anh phải mời. Nhanh ơi, yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn, anh mà đã thích thì đừng lan tan, khát là phải uống đông lạnh đắp chăn. Mọi người ơi, có ai đang ở trong room 88 không? Hello anh nha. Hello Phạm Phương nha, chào mọi người.
Mọi người ai đang ở trong room, mọi người nói chuyện với cô Thỏ đi mọi người ơi. Mọi người có biết là đang ngủ em phải thức dậy để dậy cho mọi người không? Chào gia mình nha, chào em. Chuyện người mà dù có biết tờ ngờ nỗi đến đâu rồi lỡ mất nhau thật lâu. Hello em. Chào mọi người nha. Thì đó. Vậy hả, cảm ơn em nha. Mà chị nhớ em chưa giờ có sâu của chị mà đúng không? Được nhau qua bao nhiêu ngày dài. Mọi người ai chưa ấn theo dõi lịch sâu của mọi người, nhớ ấn theo dõi lịch sâu của em nha. Âm thầm. Nhưng em đã có nhận theo dõi lịch sâu của chị bao giờ đâu mà âm thầm. Hello mọi người. Tựa ánh dương và mây xanh đến đây xóa tan xa lại ở tận sâu trong trái tim này. Ai tựa ly cà phê sáng mai cho ngày nhẹ trôi mỗi khi em nhấp môi một nụ hôn khi ta trao. Chào gia đình nha, chào em Mua Ma hả? Đúng không? Chào Đồng Hương nha, chào mọi người. Có ai đang ở trong room tầng tám không? Trời, không lẽ nào có vài người như vậy thôi hả? Tình yêu là thế. Hello mọi người, mọi người ơi, mọi người đã hết rồi. Ok em nha gia đình. Gia đình gửi lời mời các bạn, khi nào chị Thỏ online là chị sẽ xác nhận em nha. Ai từ ai dựa vào mây xanh. Anh đây là anh nào? Yêu anh nha. Ok. Trong trái tim này. Chào anh Tâm nha. Rác hả? Rác là gì đây anh? Anh thích nghe rác gì đây? Cái này anh phải hỏi chị Thảo với lại mấy anh trong công ty rồi. Em lần sau chạy lắm. Bay với ngày mai là 3 giờ sáng không tập. Tập chưa ngủ hả? Ok, nhỏ lớp trưởng nha. Nhỏ lớp trưởng đúng không? Đá banh đó hả anh? Giờ vẫn còn đá banh hả? Năm học mới đã tới, chiếc cây lòng phơi phới. Trường mới, bạn mới và tất cả đều mới. Những chiếc áo dài thức tha lướt qua. Ôi thật là xinh quá, vui quá. Và một lớp mà nam còn ít hơn là nữ. Và mấy bạn còn hung dữ, cái là rất xinh. Và cũng rất nhiệt tình nên chúng mình mới khổ. Bị đè đầu, cưỡi cổ, bị say bằng tùm lung. Nhất là nhỏ lớp trưởng cứ bắt mình làm gương. Cứ kiểm tra bài tập, chứ không làm thì mét cô. Nhiều lúc ăn zero, còn nhỏ thì cười hô hô. Chỉ biết chấp cái số, cho gặp nhỏ chưa bồ. Đến một ngày chịu không nổi, ăn có xôi cũng không vô. Cầm quyển sổ trọi lên tường, nhỏ lớp trưởng thì căm nín. Rồi âm thầm quay bước đi, nghe thiên hạ đã đồn rằng nước mắt nhỏ đã ngàn ngào tương rơi.
Kể từ ngày hôm đó nhà cũng không la ló và cũng không thèm ngó, để mình qua một xó để không ai chăm lo và mình tìm thấy tự do, nhưng lại thấy thiếu cái gì khiến cho mình lại khó chịu. Nắng lên lên trên ta và chiếc hót hello, chào cho nha, chào mọi người sau nha. Vì anh ước mong sẽ có ngày được nghe tiếng anh yêu đơn giản. Thôi thì là con trai, đã có lỗi thì xin lỗi, mẹ đừng giận mình nữa nha, mình biết lỗi rồi mà. Mình xin hứa về sau sẽ không hay nổi cáu, quan ngẳng mà lắng nghe những gì bạn sai bảo. Thông minh thường xuyên tự nhiên ngu đột xuất, nói ra một câu hứa đến bây giờ còn thấy hố, trở thành một thằng ngô giống như là tiền ngô. Còn nhỏ là phú hộ tại sức mè đô hộ, mua bán chán nước mua ngọt. Chào anh nha, xin tục cân. Chào Nguyễn Thanh Lâm nha, chào mọi người, chào Hàng Thị Thu nha. Mọi người chào Hàng Thị Thu nha. Trời ơi, tôi thề luôn á, tôi đang ngủ á mà tôi bị bật dậy á xin à. Mắt không mở không ra nè. Chào Nghĩa nha. Nắng lấp lên trên cao và chiếc hót thêm những nơi anh yêu anh rồi. Hello, chào mọi người nha. Mọi người ơi, mọi người ai đang online vào điện thoại, mọi người vote năm sao ủng hộ cho Thảo nha. Ai có 2 free thì mọi người tặng 2 free cho Thảo nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Bắt đầu viết bút kêu, bắt đầu biết style, bắt đầu thích tô vô và bắt đầu thích tô hơn. Bắt đầu nghĩ vu vơ, bắt đầu biết mộng mơ, bắt đầu thích làm thơ rồi bắt đầu làm rapper. Kể từ ngày hôm đó và con mắt thứ hai ngàn mở về những nơi có nhỏ rồi từng bước chăm lo. Chào Kiên nha, non Kiên. Chưa ngủ hả Kiên ơi? Vì tương lai ngày mai và vì một người con gái, không một ai che bai. Vì ta tài sẽ rất ê nhỏ lớp trưởng. Có chuyện gì không nhóc? Tối thứ bảy tuần này bạn có bận cái gì không? Cũng không biết nữa. Có gì không nè? Thì người ta có thân khỏe được như tay tao free. Nếu bạn đã đi cùng đi sao hả? Kiên chưa ngủ hả Kiên ơi? Chào Kiên nha. Hello mọi người bữa sau nha. Mọi người ai đang ở trong room, mọi người nói chuyện với Thảo nha. Chào anh nha. Chiêu rung dạo. Hello anh. Chào mọi người. Mọi người ơi, mọi người ai còn xuống mọi người lên ghế ngồi chơi với cô Thỏ nha. Đi ngang tìm hoa, mua cho nàng một bó, xinh xinh nhỏ nhỏ thơm ngát hoa hồng. Vì hôm nay là ngày quan trọng, bấy lâu nay mình chờ mong. Lời tỏ tình đầu lòng, cầu mong sẽ thành công. Một phút, hai phút, còn gần hơn cả trăm phút. Biết nói gì mơ mộng, cho nhỏ sẽ rung động. Một giọt, hai giọt, rồi cơn mưa ào tới, cuốn trôi niềm phấn khởi. Những hy vọng đừng vơ, chờ một tiếng, rồi hai tiếng. Nhìn dòng người ra vào, tay trong tay cười nói. Chỉ riêng mình thay nói, rồi những nhỏ bàn tán. Có một vụ tai nạn, và một cô gái trẻ trên đường đầy máu me, khắp nơi tìm kiếm. Còn muốn xin đừng là nhỏ nha, còn nhỏ đừng tới. Mình chờ đợi cũng không sao, nhưng mà đến hiện trường nhìn thấy người đang bị thương, đúng là nhỏ lớp trưởng. Thấy người mà tôi đang thương, ôm chặt nhỏ vào lòng, thức rất xa, thật rơi rứt. Đừng có gì nha ấy, mình còn chưa ấy cho biết. Chào mọi người nha. Tình ngủ rồi mà hai xe khách nó tông nhau ngay nhà hậu. Trời ơi ghê vậy kia. Có bị sao không? Chào anh Mèo nha. Em sinh năm 96 anh ơi. Trời ơi, ghê quá vậy. Ở Sài Gòn hay ở đâu vậy kia? Trời ơi là trời, vậy là không có gì à. Trời ơi là trời, vậy là tôi là hố. Không hai độ hẻ trời, chết tôi rồi. Ok anh Nghĩa nha. Hâm đồng họ, ghê quá vậy. Lật xe luôn, chắc cái này nặng lắm luôn á. Mọi người ai yêu cười cô, mọi người lên ghế ngồi chơi với cô nha. Nếu như cô rẻ lắm, 1.000 một ghế. Mọi người 2.000 hai ghế 1.000 á. Mọi người lên, ai yêu cười cô thì mọi người lên ghế ngồi chơi với cô cho cô đỡ tủi thân nha. Chắc là giờ công an đang tới hả kia. Nó có bị cái gì nè. Vũ trụ này
biết bao nhiêu thứ để tìm vui. Anh gặp em là điều duy nhất làm em cảm thấy là niềm vui. Em là một con nhỏ bỏ cả thế giới để yêu anh. Anh không tin thì cứ ôm em để biết tình cảm bao nhiêu xen. Em không yêu bằng lời nói, em yêu bằng thời gian. Và chỉ thời gian cho tay biết được đâu mới là hạnh phúc trời ban. Em nhớ anh nhiều lắm, em muốn về với anh. Nơi Sài Gòn này quá chật chội, nó làm cuộc sống anh lắm lên. Những lời nói vô bài tình cảm anh đừng nghĩ em cắt cớ. Em có thể đánh bằng trái tim bằng từ nhớ ơi nhớ sắc nhớ. Em ghét ông trời cho anh và em gặp gỡ. Sau đó bắt hai tay sang nhau em như loài cá lăn bờ tầm thở. Thế giới này thật to nhưng em chỉ yêu một phần nhỏ. Và còn lại sẽ chăm sóc cho anh và là lo cho anh như thế đó. Thế giới này thật to tim em chỉ cần anh hiểu rõ. Lãng mạn và yêu anh mong một là anh sẽ hiểu nó. Ồ ghê quá à. Em sợ mấy cái tai nạn rồi lắm. Sợ lắm. Chào mọi người nha. Chào mọi người đang ở trong room 88 nha. Chào mọi người sau. Mọi người ai yêu. Cảm ơn anh Béo nha. Thank you anh. Hạnh phúc khó khăn lắm mình mới có được. Vì thế em đâu dám mang ra cái cược. Cuộc sống em giờ có anh như vậy là đủ. Em không muốn yêu ai hay quay lại với người cũ. Đơn giản vì em xác định được mình thương ai. Em muốn mình cố gắng hơn nhiều cho tương lai. Mặc kệ con đường này đi nhiều chướng ngại, em vẫn sẽ cố gắng theo anh từ lâu vững hôm nay. Vợ thắng đi bạn, là sao Hoàng Nghị ơi? Là sao hả? Chúc like. Chúc like thắng đi bạn là sao? Mình không hiểu. Ờ em không biết đâu anh Béo ơi, chịu quá. Không hiểu không anh với lại anh Nghị ơi gì hết trơn. Cái gì like thắng nhở? Không hiểu thì nói cho tôi hiểu đi. À, Liverpool đó hả? Dạ hả? À đây là banh đúng không? Em không coi đá banh nước ngoài, chỉ có coi đá banh của Việt Nam mà. Với lại World Cup. Chứ còn mấy cái dạng hạng thì em không coi. Có World Cup thì coi. Gan Cúc cũng bon chen coi cho bằng người ta chứ. Có đôi lúc cũng thấy mệt mỏi, muốn dừng lại và đứng trước gương. Vì nếu biết thì có em bị muốn khiêm nhường. Cuối con đường đó có phải anh bỏ lại nỗi đau, là khi chấp nhận làm kẻ thứ ba một cách hoãn độ không hoàn hảo. Cũng do ngốc mày thôi. Lại tiếc. Tại sao lại à, anh nghĩ với mọi người đang coi đá banh hả? Được như vậy hay không? Hay xem đó là trò đùa. Cũng như bài hát em gọi tên anh ở trong em từng hứa ở này. Thì anh cứ phủ như chưa từng nghe. Một lời chia tay không cần nữa. Vẫn biết rằng em tốt với anh, nhưng anh lại yêu một người khác. Vậy mà em biết khi đọc bài này đó, chắc là lần thứ hai à. Em cấm anh nói yêu em khi đang trong vòng tay người khác. Vậy em cấm anh nhìn vợ em bằng đôi mắt em không còn cảm giác. Em cấm anh đi bên đó mà lúc này cũng nghĩ đến em. Đối tư cách một trước thì của em vẫn hơn một lần. Em cảm ơn em so sánh ai tốt hơn những việc em làm. Vì anh chưa hiểu được hết thế một người phụ nữ cần phải quan tâm. Em cảm ơn rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này. Em cũng sẽ cảm ơn ngay từ cấm khi không còn là người ấy. Em cảm ơn nói yêu em khi đang trong vòng tay người khác. Chào anh Minh Thanh nha. Lên viết là lên sao hả anh Béo? Ý là lên viết trên thoát hả? Cái đó anh Béo phải. Ủa vậy hả? Sao là cho em hát dở? Em mà anh là nói em hát hát khó khóa không hay chứ đừng cho em hát dở. Vậy luôn á hả? Anh hồi nãy khoa hát không được hay chứ đừng em hát dở. Anh nói chung là mình có thể giữa sử dụng nói giảm nói tránh mà. Anh làm vậy là
dí thẳng dao vào tim em đó. Lên VIP là anh muốn lên VIP buổi thăm thót đúng không? Thì anh phải nạp quà và tặng quà cho idol ấy anh ạ. Cũng vậy rồi, chỉ tiếc là không thể tặng cho anh hạnh phúc mà anh mơ thôi. Nhưng cấm thì vẫn cứ cấm, mặc dù biết là phải bình thường. Có phải món ăn anh tự tay làm với trong chiếc hộp không còn chứa? Chào mọi người nha. Hello, xin lỗi thì phải lên ghế ngồi nha. Tặng tiền mặt được không em á? Trời ơi, được chứ, được, nhưng mà cái đó biết chắc chắn là không phải sự thật rồi. Nên là chào Văn Tú nha, chào em, chào mọi người buổi sau nha. Có nghe bài hát này em cũng sẽ cảm ơn em từ công khi em không còn là người ấy. Em cảm ơn nói yêu em khi đang trong tay người khác. Và em cảm ơn nhìn đợi em bằng đôi mắt đen không còn cảm giác. Em cảm ơn đi bên nó mà lúc này cũng nghĩ đến em. Có chứ, hát nữa. Nhưng mà thường thường đêm là em sẽ hát rap nhiều hơn. Tại vì hát cái kia ồn á, chị em ngủ không được. Còn hát thì vẫn hát được. Hát được chứ, idol thì phải biết hát chứ. Xin các bạn người nha. Người lạ ơi á, anh gọi em hay là anh kêu em hát cái bài đó? Hát mấy bài mà nó vừa vừa thôi, đừng có cao quá, mắt em buồn thế á. Buồn ngủ quá anh ơi. Em mà có biết là em phải đặt báo thức lúc 2:30 để dậy sau không? Hôm nay có lịch sau nè. Đã lấy yêu anh nhiều rồi thì em chỉ biết ngắm mưa. Nhìn qua hàm cây được bao nhiêu hạt mưa, là trong lòng em được bấy nhiêu nỗi nhớ anh. Đã lấy yêu anh nhiều rồi thì em chỉ biết đêm sao. Nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao, là trong lòng em còn bấy nhiêu những thương. Em mất thương thì mọi người lên ghế ngồi chơi với em đi. Hello mọi người. Khi mưa còn chưa tới, anh thề người yêu mới oh no. Giờ mình sẽ khiến anh yêu phai nhạt hơn giữa mênh mông bốn bề. Anh ngờ chờ em với, chỉ biết nói cho anh nghe vậy thôi. Vì đã lỡ yêu anh rồi, chẳng dám hứa xa rồi. Cứ nhắm mắt anh lại và phiêu mãi lâu. Dù nắng mưa bao mùa thì tình anh vẫn luôn đầy mà, chẳng phải kiếm đâu xa. Bên giữa đó bầu trời của riêng chúng ta, để gió mang đi về một nơi không người đã lỡ yêu. Từ mai về sau mình không bên cạnh nhau. Đã lỡ yêu anh nhiều rồi thì em sẽ bất chấp luôn. Dù mưa dù giông dù sóng sâu về xa, dù nắng trai em cũng không hề lo. Chỉ sợ đánh mất anh khi thu vừa sang lá xanh bông úa màu. Cũng đến mức đó rồi anh ơi, em khẳng định lấy hai em chi bu á. Nhưng mà không, em không biết chỉnh nó sâu cạc nên nghe nó gớm á. Chứ thật sự mà hát dở như vậy thì đâu có ai cho làm thoát đâu anh. Chào em Kiên nha. Sao anh Kiên là tát mồ hôi. Em vừa mới ăn luôn á. Không, vừa ăn miếng đầu tiên đó Ken. Em phải ăn để gây chú ý chứ, Ken đâu như thèm nói chuyện với em đâu.
anh cảm ơn. Người lạ hả? Ok. Người lạ ơi á. Người lạ ơi chứ làm gì có người lạ ấy. Chào mọi người nha. Không anh Ken ơi, bài đó của ai vậy Ken? Nghe tên là Quốc hả? Tôi là quen giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Năm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ôm lấy tôi về lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng cô đơn một lần được khỏi những khoảng trống. Nghe niềm tin phủ nắng nơi ước, để chờ cảm xúc tìm về với vòng sóng. Để nó buồn thôi bám mẹ đơn xương trên khóe mi, ngày mai tôi ngừng động chỉ một lần thôi. Cho sự yêu đuối hôm nay tôi đợi mong, người lạ ơi, người đến an ủi tâm hồn này được không? Khóc chung quá hả? Em chưa nghe bao giờ luôn á Ken, nghe tên lạ lắm, chào anh Thạch nha. Chào anh, đêm buồn nha, hello anh. Thôi em hát dở lắm anh ơi, em không dám hát cho anh nghe đâu. Anh Tân thông cảm nha. Hello mọi người nha. Mọi người ai còn xuống mọi người lên ghế ngồi chơi với cô nha. Chào Nhật Bình nha. Nhật Bình ơi, room này là room 2 số, room công ty không có giao lưu được nha Nhật Bình ơi. Cô cũng muốn giao lưu mọi người lắm, nhưng mà quy định của room 2 số là không được giao lưu ý. Buồn nhỉ, ồ buồn lắm. Tại vì room 3 số thì giao lưu ok, còn room 2 số thì không được nè. Chỉ cần một vai người đủ rộng, chân thành và giấu sau màu mắt, cùng chia sớt những nỗi sầu mênh mông, cho trái tim yêu đuối được nghỉ ngơi cõi lòng hoang sơ. Hôm nay tôi dậy sống, một người với tôi gọi là đủ, những thứ còn lại chẳng còn quan trọng. Một không biết có vẻ quay khứ, không để tâm tới những ngày tôi ngây dại, bỏ lòng bao dung và tất cả thương cảm, dù biết chẳng thể để cùng với ngày mai cứ nhẹ nhàng bình yên như mây trôi. Cảm xúc cần phải ngay đối, lắng nghe thật kỹ khỏi lòng tôi, một người tôi cần lúc này chỉ vậy thôi. Một giao lưu á phải qua room 3 số kìa, 2 số là chịu rồi. Hai số là bỏ tay, 2 số là không mang cho giao lưu. Hello. Tại sao hả anh? Anh ơi, giờ em muốn cái phần đo mà em ngu lắm, chờ bữa khác nha. Em vừa mới ngủ dậy mà em đang còn ngu lắm. Giờ chụp cái gì, khi nào mà có ai tặng quà ấy, có hiệu ứng rồi chụp mới đẹp. Giờ chụp xấu quá à. Các mọi người nha. Một nửa sau rồi. Góc phố đây nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Có một lần anh chẳng qua nữa, cứ thế xa xa mãi nơi em, để như mùa nhuộm màu thương nhớ. Ok, không lẽ ngày mai cũng được, ngày mai em cũng có sâu ở bên room tình tán lúc 3 giờ sáng luôn ý, chán thiệt, ngày nào cũng sâu giờ này.
còn lại anh còn bao yêu thương nơi góc phố bóng em xa mơ. Ok anh Béo nha, nhớ nha, 3 giờ sáng ngày mai á. Anh mà lừa em là anh chủ đấy. Chủ là gặp xui xẻo đó nha. Ai mà lừa em thì hay gặp xui xẻo lắm á. Thàng người đừng nói, thàng người đừng nói và thàng người đừng hứa. Thì người không cần làm nhưng mà người nói và người hứa thì người phải làm nha. Góc phố này đôi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Có một lần anh chẳng qua nữa, cứ thế xa xa mãi nơi em. Ok, để coi em coi thì mai có vô không? Đúng hẹn nha, 3 giờ sáng cũng 8 nha. Đói quá à. Được chọn lựa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ, vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi. Dù có tiếc nuối những đắng cay trong ngày mai, vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai. Vì tình yêu trong em sẽ mơ không, bởi vì một khi em đã yêu. Chào anh Tuấn nha, buồn ngủ lắm rồi không có cười nữa. Cho tình yêu dù đường tình yêu muôn khó khăn, và đôi khi em biết em không được may mắn. Cho em gái mưa. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ gì, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi. Bolero á? Không hát được rồi. Bolero là dạng như bài sao? Dạng như bài gì anh? À, Minh Phật đó hả? Được. Bolero, để em coi thử cái bài gì em hát. Chưa giờ em hát bolero đúng không?
Em ngủ chứ, em vừa mới ngủ dậy luôn á. Về mới ngủ dậy tức thì luôn. Anh ngủ dậy lúc 3 giờ. 3 giờ xong sau. Chào Minh Chiến nha, hello anh. Chưa ngủ hả? Bolero. Bolero. Bài này có phải là Bolero không nhỉ? Dạ em vừa ngủ dậy từ sau này anh ơi. Buồn ngủ quá. Đây, Bolero này đúng không? Khổ lắm. Hát này giờ không ai tặng cái kem luôn á. Khổ thiệt, làm đồ khổ lắm. Hả, lo là cái hả mà mình bảo. Mặt đang là ngu và đỉnh đờ lắm. Mở mắt chưa ra đây. Thu trăng rơi bên thềm, không còn lời ru mơ trên môi. Trời ơi, nói chuyện mất nét quá. Cút đi, cút đi Ngọc Ánh Nguyễn, anh thích chó. Phải đổ nó cút đi đâu mà. Nắng chiều đã tắt. Ôi, anh Quang. Anh Quang cố. Em cảm ơn anh nha. Chào mọi người. Thanh kêu anh, chờ nãy giờ nó tặng quà luôn á. Thật là hạnh phúc và bất ngờ. Đúng rồi, giờ này sau của Thảo nên Thảo sau Thảo chưa được ngủ nha. Chào anh Vũ Thạch. Chứ còn ngủ cũng chết à. Hello anh Quang nha. Ê, em hỏi mua một cái. Anh Quang này là anh Quang. Ờ thôi, anh Quang này là cái anh Quang nó hot ở trên Facebook đúng không? Đâu, anh Quang vẫn còn nè. Anh Quang vẫn mới lên em 22 kiểu nè. À giờ em xui đúng không? Tại sao bây giờ mọi người đi ngủ hết là mọi người hết xui. Về ngủ đi em ơi á. Trời ơi, ngủ cho công ty đuổi hả anh? Lịch làm việc của mình thì mình phải làm chứ. Nếu mà nói như anh thì anh đừng, anh ở nhà anh ngủ đi, anh đừng đi làm. Chào anh Thanh Trung Nguyễn nha, chào anh Qua Sời á. Ờ đúng rồi, anh Quang Cuốn là cái anh hai loài chim á. Anh đang hơi bị hót luôn nha. Thật chứ em không biết đâu. Thôi em vô thất á, em vô thất con mọi coi á. Anh làm cái gì? Chào anh Lê Tô nha. Chào anh Phúc Huy nha. Hello mọi người nha. Anh tuyển nhân viên hả? Hello, mình quay quay phim. Mọi người gọi anh Quang quá trời luôn kìa. Trời ơi, chủ chạy gà vô duyên ghê đúng không? Anh Quang tặng quà ủng hộ người ta mà kêu mấy gái thiệt tình. Đã kêu đã không tặng quà cho tôi được không? Quang nói vậy cạn lời luôn. Chào Đặng Thiên Long nha. Chào Thành Trung. Thành Trung Nguyễn. Cảm ơn Minh Chiến nha. Xin anh. Thank you. Kêu anh Minh Chiến nha. Trời ơi, thank you anh. Thank you.
cho em ăn lại là em sâu răng mất. Anh kêu anh Chiến nha. Nay sao muộn thế? Dạ đúng rồi, hôm nay em sợ, em sao muộn hôm nay. Hôm nay ngày mai em có show lúc 3 giờ sáng. Chào anh Bin nha, chào anh. Ừ còn sâu chứ, idol luôn thoát sâu 24/24 mà mọi người. Xinh á. Thôi đừng có nè. Vừa đánh vừa xoa à? Không được đâu nha. Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm, không còn lời ru mơ trên môi mình. Em thơ. Thế bây giờ lại gì hả anh? Thôi bật nhạc nghe đi, buôn chuyện đi. Giờ này mà hát cái gì? Giờ này hát cho người ta dạy người ta tán nó mỏ hả? Cho anh địa chỉ mà anh gửi kẹo á. Gửi kẹo gì á anh? Thế mà mai anh lại thức được à? Hát là anh ngủ luôn á. Ừ em ngồi em tán mọi người nè. Được tặng 32 xin kẹo. Nãy giờ cũng là hạnh phúc rồi. Không, em vừa em ngủ lúc 12 giờ, em dậy lúc 2 giờ, em sau xong rồi tính ngủ tiếp. Em ngủ tiếp, ngủ gợi Tết đến trưa dậy. Khổ lắm, là bắt đầu khổ lắm. Hả? Anh nói như lợn á. Em không nhau mà. Địa chỉ của em là room 47 và room 88 nha. Anh gửi kẹo cuối gửi vào đây nè. Mời anh là một ác mộng á. Anh ơi, mời anh là một ác mộng á Tuấn ơi. Hello anh nha, Linh Hồn Linh Vân. Trời nghe cái tên mà rùng rợn như gà luôn á. Chắc đang bận chơi game á. You know it's all about you, baby. Ăn khô bò. No, I've been around the world and I see a lot of girls, but you'll always be my number one, baby. And I know, I know, I know, I know. I want you to love, baby. And you know, you know, you know, you know. You wanna be on top of me. Vậy em cơ lại. Nói ra là một ác mộng á. Chẳng bờ nha. Em muốn chạy với sau giờ này nữa. Để em đưa xin số điện thoại chị Thảo với lại mấy người trong công ty anh gọi hỏi giùm em nha. Bạn ngủ muộn đâu, Thảo cũng ngủ lắm rồi á. Nhưng mà lịch sau hồi sau á. Ok anh Miễu nha, bây giờ sáng ngày mai nha. Nhớ vui chơi với em á, bên anh. Chào anh, chào mọi người. Chào anh trái tim. Ba đứa nào? Ừ. Anh thành tài nghe sâu mùa lắm. Hai ba giờ sáng không ạ? Trời ơi, anh kia anh nhìn sao chứ em làm gì có béo mà kêu em béo không trắng. Thiệt luôn chứ. Không chờ ăn gửi cái kẹo ra sao hả? Không kêu anh bờ nha, không kêu anh ấy kêu. Cảm ơn bờ nha. Sao lại giờ mới được 10 cái kem, 32 cái kẹo. Em về không? Em rảnh quá, em ngồi em đến quà luôn. Ê, thằng kêu anh bơm nha. Thằng kêu anh, I love you. Rồi anh bơm nha. Trời hôm nay bồm đẹp trai lại thương quá bồm. Bồm là ánh sáng của đời em ngày hôm nay.
em kêu anh nhá. Chào anh, chào Minh Thủy nha. Bấm lại nhiều mà thức khuya, bấm 3:30 rồi đó. Sai rồi. Con ngồi đếm kẹo rồi. Đếm đếm cho. Kẹo kẹo kẹo. Là em được 52 cái kẹo với là 20 cái kem rồi. Hello. Chào anh Tiểu Mẫm nha. Thấy em ghê không? Em đếm chính xác thề luôn. Sai em chó luôn. Sao đếm anh hả? Ờ đúng rồi. Chưa hết là anh luôn hả? Rồi nào thắng rồi. Không có cái đổ không vậy? Đúng rồi, còn có một cái room này thôi. Không xem được rồi, không xem được gì hả anh? Anh room tàn tàn á. Room công ty hoạt động 24/24. Đây là room này cũng có ai được sâu hết. Mà room kia không có. Trời, mình làm gì có vú mà nó kêu mình xệ. Khổ ghê lắm. Mình lép xẹp. Mình lép xẹp trời mà nó kêu mình xệ. Không, em không xin. Bình thường em xin nhưng hôm nay em không xin. Em tự trả lời luôn á. Ủa? Sao anh Triệu Mận lại có cái nút nhạc? Anh Triệu Mận cũng là idol hả? Em hát dở lắm. Em hát rồi mọi người mất ngủ luôn, cứ dễ ngủ luôn. À, ý là anh nói em xin đúng không? Đúng rồi bòm. Em ngủ lúc 12 giờ dậy. Xong rồi. Em hẹn đồng hồ 3 giờ sáng em sau. Mai em cũng sâu giờ này luôn á. Chào anh gió nha. Khổ lắm anh bơm ơi. Mà em có thể mà bị sâu 2-3 giờ sáng thôi. Em vừa mà hát là mọi người mất ngủ đến mốt luôn chứ. Chào anh gió. Bạn như con kẹt á. Mọi người coi bạn có bị lát không? Nhiều khi lại bạn bên em bị lát á. Chào anh. Thôi em không hát cho anh Chiến nghe đâu, anh Chiến kêu em sợ em không hát đâu. Anh Chiến nói xạo, em làm gì có vú mà kêu em sợ. Cảm ơn anh Trung Tuân nha. Không độ nha. Hãy uống trà xanh không độ, được làm từ những lá trà xanh. Hello. Không. Bùi Văn Chiến nữa kìa. Tự nhiên vô quốc tâu sợ. Thề. Ai sợ? Vô duyên. Không. Vậy không được. Chào linh hồn á. Ủa, chào đồ. Thôi em không cần. Ông ơi, ông người đánh nè. Là người ấy đọc lát nha. Đừng có chơi ba đồ hay tất cả các đồ khác cũng vậy nhá. Mọi người nên nói chuyện lịch sự một xíu thì có thiết cảm hơn. Nhiều người em thấy vô duyên lắm. Tôi chửi idol rồi nói đồ này nọ em không biết sao. Nhưng mà em cũng cạn lời. Trắng thế à? Ừ, bán kem nên không trắng hơi phí nhá. Nạp lát nha. Đây là mọi người à, lựa lời mà nói á, cho mọi người thoải mái chứ đừng có vì vài lời nói mà khiến người khác bực mình nha. Bây giờ em còn chưa ngủ, tin tôi về anh biết bao nhiêu là cho đủ. Chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà giờ lúc nào em cũng nghe mà trên mây.
tóc anh là suối, mắt anh là hồ, nụ cười anh là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ. Chẳng phải là sương diệu em cũng biết làm thơ, vì là giờ trong đầu em ta thương với nhớ. Đi cùng với anh trên một đoạn đường dài, chỉ mong được một lần nắm tay dù là đi đến sáng mai. Chuyện anh nói được phải một ngày hai, nếu như anh gật đầu mình bên nhau đến mãi mãi. Cuộc đời em đã từng là bạn nhập buồn, chỉ đợi anh remix là em sẽ lên luôn. Từ ngày gặp anh em thấy bay bổng, chẳng còn thấy chật chội, chẳng còn rập khuôn. Lại đây em nói nhỏ, em làm cái gì cũng em phải nói ỏ. Mà thì ngáo ngáo, điều cười thì ngơ ngơ, suốt ngày nó lên tiếng ôm mơ. Từ đêm đến sáng, chẳng cần một giờ cà phê. Em mê, anh có yêu bản thân mình không? Nếu có là tình địch với em nhá. Nhà anh có bán rượu không mà nói chuyện với anh em say quá. Dừng lại nhanh, cần cái nữa là tim em đứt phanh. Nhà anh có sao anh không ở mà lại đi chuyển hộ khẩu với tim em. Hỏi mấy người trong buôn hả anh Liato? Cha đồ cốc nữa. Em mệt đấy, hát không được đâu. Ngồi trên trời á. Có ai ngồi trên trời à? Có ai ngồi trên trời hả gió? Có nữa hả? Chưa nghe luôn á. Người âm phủ, người trên trời, người địa ngục gì, đủ thứ bài vậy. Ừ, có nè. Chú, người trên trời với người âm phủ là một mà. Đúng không? Là sao? Là sao hả? À, wow. Ok. Bà vẫn còn chưa ngủ. Bà giờ anh vẫn chưa ngủ. Đến 4 giờ anh cũng vẫn chưa ngủ. 5 giờ anh bắt đầu thấy mệt. Mệt mắt mà mãi anh không ngủ được đâu. Vì em chỉ trong những suy nghĩ trong đầu. Nhà em có bàn sao không? Sao nhìn em bén quá? Bố em có phải tên cướp không? Chính xác, là hacker. Bài này sạt dễ sợ lắm. Không những cái bài người trên trời là sạt. Mọi người ơi, ai chờ ông thấy nhỏ lên sau của em, mọi người nhớ nha. Thùy Kiều cũng thật thì bị như Thùy Vân. Nhưng em là thôi, em không hát được nữa đâu. Mọi người ông thấy nhỏ lên sau của em, mai em hát buồn nha. Bây giờ mọi người biết là trễ lắm rồi. Em mà hát là mọi người trong nhà tỉnh dậy hết. Em sao ở nhà không phải xem sắp trên tư. Mọi người thích nghe bài gì thì em bật cho mọi người nghe thôi. Em sắp hết sau rồi mọi người. Ai chơi thấy dạo lên sau của em mọi người nhớ nha. Ai có xu thì mọi người lên ghế ngồi chơi với em. Ai có 2 thì mọi người tặng 2 bruy cho em nha. Anh kêu anh Bờm nha, cảm ơn anh Bờm thân nhiều lắm luôn á. Cảm ơn anh Bờm tặng quà cho em đỡ buồn, đỡ tủi thân. Chơi em hả? Ok anh. Chơi vui vẻ nha. Còn không phải lo ngủ sớm đi, muộn lắm rồi đó. Em sau xong là em cũng nhắm mắt đi ngủ thôi, buồn ngủ lắm luôn. Mọi người giờ làm gì mà mọi người cũng chưa ngủ nữa. Vì yêu là nhớ, vì yêu là mơ. Em mà lừ, chỉ đang trong 3 chữ I love you, I love you. Anh sẽ không chịu được đâu bay, những lúc em cười thật lâu ấy. Anh chỉ muốn đến bên em và trao em chiếc ôm thật chặt. I love you. Ba sẽ còn chưa ngủ. Love you.
chào lại người nha. Bầu trời vẫn nghe xanh, gió vẫn trong lành. Nếu một ngày đẹp trời, liệu anh có muốn lên xe và được cùng em? Không cần makeup, ay cũng chẳng cần phấn hay son. Cả hôm mất giữa nặng gần nửa tại, nhưng mà em vẫn cứ ngon ý. Mình gặp nhau vào một ngày đầy gió, khi trong lòng vẫn còn nặng tương tư. Chứ tại anh điếu cầm vẫn cháy đỏ, em cầm gạch cái đầu khẽ lắc lư. Tôi tầm mắt nhìn cảnh phố lúc đêm muộn, ngắm những tòa nhà đèn sáng như sao. Nghe đêm thì thầm và nghe sóng cuộn, anh có thấy lòng mình xôn xao. Anh ơi có cháy, em có thấy đống khói ngay đây này. Thấy anh thì không cầm vật lửa, mà sao đốt tim mình cháy to thế này. Mình đánh nhau trên con xe nho nhỏ, nhưng cuộc độ làm em thấy mênh mông. Qua từng con phố đèn xanh đỏ, mình em chấp phép rất gió đông. Gặp anh sau 20 năm cuộc đời, rồi phải lần qua vài lần đi chơi. Nhìn anh là biết ưng em lắm rồi, chẳng cần em phải mời. Nhanh ơi, yêu là phải nói cũng như đó là phải ăn. Anh mà đã thích thì đừng có lang tan, khát là phải uống đông lạnh và đắp chăn. Em sẽ tạo điều kiện cho em là khó khăn, cũng để em là vào mắt anh. Sẵn rực rỡ nhưng mà trầm họa, cũng đợi em theo thức cả đêm. Em vô mến rất hay cười, giờ còn lại biết làm thơ. 1.000 một miếng cu đơ, 2.000 hai miếng cu đơ, 1.000 cúc. Hello mọi người nha. Ngày nắng ngày mưa, giữa trưa hay chiều tối, chỉ cần em gọi anh sẽ qua. Ở đâu cũng được dù gần hay xa, chạy đến với anh nhưng chẳng lo vấp ngã. Em không sợ cả thế giới, chỉ tội sợ ma. Anh không mãi miết ham chơi, chỉ đôi khi hay la cà. Đôi khi mọi người ơi, sắp hết sau rồi. Mọi người ai chờ cái nhạc lại sau rồi em, mọi người nhớ nha. Ngày mai em có sau lúc 3 giờ sáng bên room 88 luôn á. Mọi người đoạn thêm vô chơi với em. Bố như em còn chưa ngủ là vì em đó hả? Ok, buồn ngủ quá. Có biết sao ngàn nỗi đến đâu, rồi lỡ bắt nhau thật lâu, thì vẫn có anh chạy đến với em, đưa tay ôm anh thật lâu. Hát bài thật người trên trời đó, thử bài người trên trời coi sao. Hello mọi người, ngủ quá. Bài là hai mèo, nhưng mà em chưa hát bài đó bây giờ, hiểu không? Chưa nghe luôn ấy. Ba giờ em vẫn chưa ngủ, đến 4 giờ em cũng vẫn chưa ngủ. 5 giờ em mệt, em thấy mệt, em mắt mà bạn sẽ có ngủ được đâu. Đúng không? Nhà em có bán dao không? Sao nhỉ? Cứ sến ghê. Nhà em có bán dao không? Sao nhỉ? Em bén quá, vả cả lình. Vả cả lình bén. Không xinh đẹp như thế kia. Hello các chị nha. Chẳng hề giống vậy nhưng khờ. Chưa nghe nó khó đọc quá. Chào em. Hello em. Idol nói vậy kìa, hết sâu rồi. Nói vậy đâu, nói vui thôi bà. Vậy cái liền có gì mà vậy, đúng không? Vậy cái liền thì có gì mà vậy. Liền là cái gì, thích là cái gì, thẳng là cái đấy. Mọi người ơi, mọi người ai chơi mấy nhạc sâu của Thọ, mọi người nhớ nha. Thọ hết sâu rồi, đợi idol lên là Thọ ập thôi. Nên là chào mọi người trước nha. Chào anh nha, CT EJ Mum. Hello anh. À anh Thắng à. Idol lên rồi, bye bye mọi người nha. Em chúc mọi người ngủ ngon nha. Mọi người ai chưa ngủ thì ở lại chơi với chị Như nha. Chúc chị Như sâu vui vẻ nha.